Nè cậu, cậu thấy đỡ hơn chưa? À, cẩn thận đó. Clear. Cậu ngồi dậy nổi không? Cũng may là có một vị khách thuê phòng kế bên là bác sĩ, nên anh ta đã kiểm tra giúp cậu rồi. Vết thương của cậu cũng không lớn lắm. Nhưng nếu cậu tỉnh lại mà vẫn đau đầu thì anh ta dặn tôi đưa cậu vào bệnh viện. Đi, tôi đưa cậu vào bệnh viện. Tôi không cần phải đi bệnh viện đâu. Vậy Clear sao rồi? Cô ấy đi đâu rồi? À, lúc nãy có người đưa cô ấy đi rồi. Ai đưa Clear đi vậy? Không lẽ là chị Rambo đưa cô ấy đi sao? Chị Rambo đưa Clear đi đâu vậy? Đưa đi từ khi nào hả? Không phải chị Rambo đâu. Không phải chị Rambo thì là ai chứ? Ông Thanon, tôi đã dọn xong mảnh vỡ của chai thuốc rồi đó. Mảnh chai bị vỡ hả? Sao có mảnh chai bị vỡ trong phòng chị Rambo vậy? Chị Rambo đã làm vỡ hay sao? Vậy chị Rambo có làm gì với Clear không? Không phải chị Rambo làm vỡ chai thuốc đâu, mà người làm vỡ là người đàn ông đã đưa cô ấy đi đó. Đàn ông? Người đàn ông nào chứ? Tôi không biết, nhưng anh ta nói cô ấy là con gái của anh ta. Cô Rambo đã chuốc thuốc con gái anh ta. Thuốc gì hả? Cẩn thận đó. Clear. Đừng làm như vậy mà. Clear, em bình tĩnh lại đi. Bây giờ em an toàn rồi. Clear. Clear, cô không sao nữa rồi. Thấy không, tôi với chị Kêu đã ở đây rồi. Chị Kêu, Joy. Sao em lại nằm ở đây vậy? Anh Sadom đã nhờ chị và Joy tới bệnh viện để chăm sóc cho em đó. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi! Lia! Cứu tôi với! Lia! Lia! Cô bị làm sao vậy? Lia! Dược Sadom đâu rồi chị? Anh Sadom nói là anh ấy có công chuyện gấp cần phải xử lý ngay, nên mới kêu chị tới đây chăm sóc cho em đó. Lia, em nói cho chị biết có được không? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh có đem nhầm không? Tôi không có gọi nước trái cây đâu. Dạ không nhầm đâu. Nước trái cây là món đặc biệt mà chúng tôi phục vụ cho quý khách. Được rồi, cảm ơn anh. Dạ rất hân hạnh. Tôi đã giúp anh đưa nước trái cây cho chị Rambo xong rồi. À, cảm ơn anh rất nhiều. Nè, anh cầm đi. Cảm ơn anh. Điều là nhờ công của anh đã phục vụ món nước trái cây đặc biệt cho vợ của tôi đó, và giúp tôi làm quà với vợ tôi. Dạ, không có gì đâu anh. Dù sao tôi cũng mong anh chị nhanh chóng vui vẻ trở lại.
anh không cần phải lo lắng đâu. Người khác có thể không biết rõ vợ tôi, bởi vì người như vợ tôi cần phải dùng cách của tôi để chế ngự mới được đó. Dạ. Cô đã tỉnh dậy rồi sao Rambon? Cô vợ yêu dấu. Anh Sadam, sao anh đến được đây hả? Anh định làm gì tôi? Chắc là cô đang thắc mắc tại sao chúng ta lại gặp nhau trên chiếc thuyền như vậy, có đúng không? Tôi cũng chỉ dùng lại cách mà cô đã làm với người khác mà thôi, Rambon à. Anh đã làm gì tôi? Cô tự nhận cô là người phụ nữ thông minh mà, bộ não còn to hơn ngực. Suy nghĩ đi, hãy suy nghĩ đi chứ, hả? Những gì mà cô đã làm với Acha và Clear thì tôi làm lại tương tự như vậy với cô mà thôi. Anh nói gì tôi không hiểu. Anh phải đưa tôi vào bờ ngay lập tức. Nếu anh không đưa tôi vào bờ, tôi sẽ báo cảnh sát. Vậy hả? Báo cảnh sát à? Bây giờ cô còn có thể đi đâu sau khi lập ra kế hoạch bẩn thỉu đó chứ, hả? Không phải cô muốn xây lâu đài cho Clear và Acha hay sao? Nên tôi cũng như vậy đó. Tôi đưa cô đi xây lâu đài của chúng ta mà thôi. Tôi nói anh đưa tôi vào bờ ngay. Không, đủ rồi đó. Cô sẽ không đưa cô quay lại bờ để cô phá hoại cuộc đời của Ly nữa đâu. Tôi chưa từng phá hoại cuộc đời của Ly. Vậy chuyện cô dụ Ly và Acha để hai đứa nó ở chung trong căn phòng đó với mục đích là gì hả? Anh cũng đã nói tôi nên chấp nhận sự thật mà. Hai đứa chúng nó yêu thương nhau nên tôi mới nhốt tụi nó lại. Tôi làm gì sai sao? Cô còn dám hỏi ngược lại tôi là cô đã làm gì sai hả? Cô đã nhốt Ly và Acha lại trong phòng thì cô để chai rượu pha thuốc đó. Cô còn hỏi tôi là cô đã làm gì sai sao hả? Rượu pha thuốc gì chứ tôi không biết. Nói dối. Tôi đã biết và thấy hết rồi Rambon. Và cô có biết trên đường lái xe từ Bangkok đến Ayutthaya tôi đã nghĩ gì không? Tôi đã thuyết phục bản thân là chuyện tôi đang nghĩ đến không phải là sự thật. Phụ nữ có học thức, xuất thân là con nhà gia giáo, sẽ không bao giờ mê đắm đàn ông đến nỗi làm chuyện xấu như vậy. Lợi dụng cuộc đời của con gái nhỏ mà cô đã cho nó, đi ngủ với đàn ông ham tiền để cậu ta có thể ở lại với cô. Mà cô cũng làm được. Phải, tôi làm đó. Thì sao hả? Chính miệng Clear tự nói là nó sẵn sàng làm tất cả để đền đáp công ơn của tôi. Tôi chấp nhận hy sinh cho nó ngủ với chồng của tôi thì nó phải nên cảm ơn tôi vì tôi đã rộng lượng như vậy. Clear yêu thương kính trọng cô đến cỡ nào hay không hả? Nó biết Acha là người của cô. Nó đã cố gắng tránh mặt Acha đến nỗi suýt chết vì nó yêu thương cô. Nó đã lo lắng cho tình cảm của người đã nuôi nấng nó. Và đây là điều mà đứa con gái hiếu thảo nhận được từ người mẹ nuôi như cô hay sao hả? Cô từng chửi tôi là đồ xấu xa đồi bại. Đúng, tôi có thể là tên đàn ông khốn nạn khi phụ lòng cô. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi cuộc đời cô để gán ghép cô cho người đàn ông khác. Bây giờ cô còn khốn nạn hơn tôi đó Rambon à. Cô khốn nạn hơn cả súc vật nữa. Làm chuyện xấu mà tôi có được Acha thì tôi sẽ làm. Cô yêu cậu ta lắm có đúng vậy không? Đúng, tôi rất yêu cậu ta. Yêu điên cuồng hơn khi tôi ở với anh trước đây. Yêu đến nỗi tôi chấp nhận từ bỏ tất cả mọi thứ để có được cậu ta, ngay cả Clear. Nếu vậy thì cô chuẩn bị những quả báo cho chuyện cô đã làm với Clear đi. Clear không thể đấu lại với cô, nhưng tôi có thể giúp Clear xử lý kẻ độc ác như cô. Loại người quỷ quái như cô phải gặp thầy Pháp như tôi mới có thể trừng trị cô được đó. Nghe rõ chưa Rambon? Tôi không bao giờ chịu thua anh đâu xa đâu. Cô dám đánh tôi hả? Đánh tôi hả? Dùng nước đi. Tôi không chịu thua anh đâu. Sao không nói tiếp đi Rambon?
Bơi đi, nhanh lên Rampol. Nè Rampol, có cần tôi giúp đỡ không hả? Sao được? Anh nghĩ anh là chủ sở hữu hòn đảo này như trên phim, nên muốn làm gì thì làm hay sao hả? Đây là ngoài đời thật chứ không phải phim đâu. Anh chuẩn bị nhận hậu quả với việc làm ngu ngốc của anh đi. Đồ ngu. Cứu tôi với, cứu tôi với. Cứu tôi với, có một người đàn ông điên đang làm hại tôi nè. Cứu tôi với, cảnh sát ơi. Nhờ cảnh sát luôn đó hả? Ô trời ơi, cô cứ việc la lớn lên nữa đi. Tôi đang cảm thấy vui lắm đó. Nếu tôi biết trước là cô có thể bơi lên bờ được thì tôi đã không lãng phí thời gian lái thuyền đưa cô đến đây cần tốn tiền xăng dầu làm gì đâu hả? Anh nói gì chứ? Dùng đầu óc của cô mà nghĩ thử xem, cô đã ngủ được bao lâu rồi hả? 5 phút thôi sao? Cô đã được tôi cho uống thuốc ngủ trong ly nước trái cây đó, không phải được dỗ dành ru ngủ đâu, đồ ngu. Nè sao đó? Hả? Sao hả? Cô tưởng chỉ có một mình cô mới biết chút thuốc cho người khác thôi sao hả? Tôi cũng làm được vậy. Cô nói xem cô làm được mấy lần khi mà cô đi với nhân tình vậy hả? Tôi phải đưa cô lên đảo này với người như tôi thì cô mới hết ham muốn được chứ. Làm đi. Cô muốn làm cái gì, làm ở chỗ nào thì cô cứ việc làm đi. Cô muốn cởi quần áo ở ngay đây cũng được nữa. Muốn mời gọi ở đằng đó cũng được. Cô có thể giãy tay mời gọi ở đằng kia. Hay là cô đứng ở đây để ngoe ngoẩy. Tất cả đều được hết đó Rampol à. Tôi nói cô biết, đây là đảo sở hữu cá nhân của tôi đó. Cho nên Rampol, cô đừng lo sợ là có ai đó nhìn thấy cô. Bởi vì không có ai ở đây đâu. Bây giờ trên đảo này chỉ có 2 người là tôi và cô mà thôi. Và tôi cũng đã treo áo mưa ở khắp mọi nơi trên hòn đảo này rồi. Đằng đó cũng có, đằng kia cũng có, bên khu kia cũng có. Quanh đây đều có hết. Trong túi quần của tôi cũng có nè Rampol à. Đủ rồi đó. Ngoài miệng thì nói là đủ rồi, nhưng mắt thì nhìn vào người tôi. Giống như là cô đang rất thèm muốn vậy. Làm đi Rampol. Cô có muốn vui vẻ với nhau tại đây không hả? Ê, đồ điên, đồ khốn nạn. Sao lại làm vậy với tôi hả? Anh không phải là con người, đồ lòng lan giả sói. Tôi là người không phải cái độc ác như anh. Anh cứ đợi đi. Chỉ cần Aya thấy tôi mất tích nhiều ngày, cậu ấy sẽ đi tìm tôi và chắc chắn cậu ấy sẽ giúp đỡ tôi. Lôi cổ anh vào tù cho mà xem. Tôi sợ quá đi. Aya không đi tìm cô đâu. Cô đừng quên là chính cô đã nói với lại chủ khu nghỉ dưỡng, báo lại với Aya và Clea là cô sẽ đi thăm bạn bè dài ngày. Sao hả? Cô lên kế hoạch xấu xa, nhốt Lia và Acha vào cùng một chỗ. Bây giờ cô nhìn đi, mọi chuyện đảo ngược rồi. Cô mới là người bị mắc kẹt với tôi đó. Và người khác sẽ không hề nghi ngờ gì hết. Không ngờ quả báo đến với cô nhanh thật đó. Thật là hả dạ. Không đâu, tôi không mắc kẹt ở đây với anh đâu. Sao đó? Rampol, cô chạy đi đâu hả? Buông ra, buông ra, tôi không đi. Đi. Buông ra. Tôi đã nói với cô rồi Rampol, cô không thể thoát khỏi tôi đâu. Cho dù chúng ta đã ly hôn rồi, cô và tôi cũng không thể tách ra được đâu. Cô chấp nhận đi, chúng ta sinh ra là dành cho nhau mà. Đứng lên. Không. Đứng lên đi. Không đi. Những cặp đôi khác ở với nhau là vì họ tốt tính, còn chúng ta cả hai đều xấu xa như nhau. Cho nên chúng ta đi vào địa ngục cùng nhau thì hơn đó. Tôi không đi mà. Không, không đi. Đi hả? Buông ra. Đi. Dám nắm tóc chồng hả? Cô dám nắm tóc chồng hả? Buông ra. Bỏ ra. Bỏ ra. Bỏ tôi ra xuống. Lên. Bỏ ra. Cứu tôi. Bỏ ra. Bỏ ra. Xe của ai đến vậy?
À bà à. Hả? Hình như là A Cha đúng. Âu. A Cha. Sao con lại về bằng taxi vậy? Nè, cô Rampon đi đâu rồi? Hả? Ơ nè 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 nè, con đó kìa. À, sao mẹ hỏi mà không trả lời về A Cha? A Cha. Đợi đã, mẹ hỏi tại sao con lại về bằng taxi, cô Rampon đâu rồi? Chen à, Clear đã quay về nhà chưa vậy? Dạ, chưa về. Không phải em và Clear cùng nhau đi chơi biển hay sao? Vậy Clear đã gặp phải chuyện gì rồi A Cha? Con tìm con nhỏ đó làm gì? Đã xảy ra chuyện gì? Cô Rampon đâu rồi hả? Chị Rampon đi thăm bạn bè rồi. Chị ấy bỏ con với Clear ở lại đó. Mẹ không tin. Không có người phụ nữ nào để chồng ở lại với người phụ nữ khác đâu. Đặc biệt là cái con luôn im lặng đó. Mẹ đừng có nói về Clear như vậy nữa. Nè, con dám lớn tiếng với mẹ chỉ vì con nhỏ đó sao A Cha? Mẹ à, mẹ bình tĩnh lại đi mà. Mẹ hãy nghe A Cha giải thích trước đã. Không cần thiết phải nghe đâu. Mẹ đã linh cảm trước rồi. Có con nhỏ đó đi cùng chắc chắn sẽ xảy ra chuyện cho bà xem. Trước đó mẹ đi tắm nước nóng, mẹ nhìn vào mắt nó, mẹ đã đoán ra là nó đang muốn có được A Cha. Và con cũng ngu khi muốn ở bên nó. Con đã ngủ với nó rồi bị cô Rampon nhìn thấy có phải không? Nên cô Rampon mới không về nhà hả? Con muốn lấy nó đến nỗi quên ba, quên mẹ, quên anh chị em luôn có phải hay không? Hả A Cha? Nếu cô Rampon không muốn con nữa, rồi sau này ai sẽ giúp gia đình trả tiền học phí cho em con? Ai trả tiền chữa bệnh cho ba con? Hả A Cha? Đứa con ích kỷ này. Con là đứa con ích kỷ sao mẹ? Phải. Con là đứa con duy nhất phải làm việc từ khi còn nhỏ đó mẹ. Tự kiếm tiền đi học, kiếm tiền để trả học phí cho các em, kiếm tiền để trả nợ cho gia đình mình, kiếm tiền về cho ba, cho mẹ. Con đã làm tất cả mọi thứ để mọi người được sống thoải mái. Dạ. Thậm chí là đi bán thân đó mẹ ạ. Con bình tĩnh lại đi A Cha. Mẹ con cũng chỉ lo lắng sợ cuộc đời con sau này sẽ khổ sở. Chứ mẹ con không có cố ý nói con như vậy đâu. Con cũng đã từng nghĩ là ba mẹ lo lắng cho con. Nhưng bây giờ con không thể biết được là ba mẹ lo cho con hay là lo cho bản thân đi hả ba mẹ? Sao con lại nói những lời như vậy? À, con biết được là ba mẹ sẽ đau lòng cỡ nào hay không? Vậy chuyện ba mẹ nói dối con thì sao đây? Nói dối chuyện ba bị bệnh tim đó. Ba mẹ có từng nghĩ đến cảm giác của con ra sao không? Con nghe ở đâu mà nói vậy? Ba không có nói dối. Ba dừng việc nói dối A Cha lại được rồi đó. A Cha đã đi hỏi bệnh tình của ba với bác sĩ rồi. Phải, mẹ nói dối đó. Vì mẹ không muốn con nhỏ đó đánh mất tương lai sau này của con. Nếu như mẹ lo lắng cho con thì mẹ đừng bắt ép con sống cùng với người phụ nữ mà con không hề yêu. Nếu mẹ thật sự yêu thương con
Mẹ phải để cho con yêu người phụ nữ mà con muốn yêu đi mẹ à. Không lẽ con yêu con nhỏ đó hơn mẹ luôn sao hả A Cha? Mẹ, nếu con yêu con nhỏ đó, từ mặt mẹ đi, rồi sống với nó. A Cha, A Cha, A Cha, con định đi đâu vậy hả? A Cha, quay vào nhà ngay cho mẹ. A Cha, đồ đứa con bất hiếu, mẹ nói con quay lại. Em cứ làm tiếp tục như vậy giúp chị nha. Dạ chị. Kêu à, em gặp chuyện gì rồi phải không? Có gì đâu chị, em vẫn bình thường mà. Em đừng có nói dối chị. Em cãi nhau với anh Sa Đơm rồi có đúng hay không? Chị thấy mặt của em căng thẳng từ sáng giờ rồi. Dạ không có đâu. Nếu không có thì anh Sa Đơm biến mất đi đâu mà không thấy đến tiệm mấy ngày nay rồi? Chắc là anh Sa Đơm đang bận thôi. Nếu như mà anh ấy rảnh á thì đã gọi cho em rồi. Kêu à, em thật sự không sao đó chứ? Cậu, anh Sa Đơm có đưa Clea đến đây không hả chị? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Chị Ari à, em nhờ chị coi tìm giúp em một chút nha. Ra ngoài. Được, tôi không đi. Ra đi. Tại sao mà khổ vậy chứ? Cậu hãy mau về đi, trước khi tôi gọi điện báo cảnh sát bắt cậu. Tôi cầu xin chị, tôi rất muốn được gặp Clea. Đủ rồi A Cha, cậu có biết bây giờ tình trạng của Clea ra sao hay không hả? Cậu muốn nhìn thấy Clea chết trước mặt của cậu, cậu mới chịu ngừng lại hay sao? Tôi không cố ý làm như vậy. Chị muốn tôi đến chùa nào thề cũng được mà. Tôi chưa từng có suy nghĩ làm hại Clea. Hôm đó tôi không được tỉnh táo. Tôi sai. Tôi đã bị chị Rampon chuốc thuốc đó. Cậu nói sao? Tôi thật sự không biết là chị Rampon sẽ làm chuyện như vậy. Chị cho tôi gặp Clea được hay không hả? Tôi rất muốn nói lời xin lỗi với Clea. Nhưng tôi nghĩ nếu như cậu yêu Clea thì tốt hơn hết cậu đừng gặp Clea nữa. Nhưng mà tôi... Nếu như cậu yêu Clea thì cậu nên để cho Clea thoát khỏi cuộc đời của cậu đi. Không đâu, tôi sẽ không bao giờ buông tay Clea, vì tôi thật sự yêu Clea mà. Nếu như cậu không chịu buông tha cho Clea thì điều đó có nghĩa là cậu không hề yêu thương Clea, mà cậu chỉ yêu thương bản thân mình thôi A Cha. Không phải như vậy. Đúng là vậy đó. Nếu như một người thật sự yêu thương một ai đó thì họ sẽ muốn người yêu của họ được hạnh phúc. Cậu đã từng làm điều gì khiến Clea hạnh phúc hay chưa? Tôi... Cậu cũng biết được, tôi chỉ là vợ lẽ của anh Sa Đơn thôi. Và cậu cũng rõ biết là Clea yêu quý chị Rambo như thế nào. Nhưng Clea phải tới chỗ của tôi ở, chỉ vì không muốn chạm mặt cậu thôi. Nếu như cậu yêu Clea thì cậu nhìn lại đi, Clea có hạnh phúc hay không? Cậu thử hỏi bản thân mình đi A Cha. Là từ ngày cậu bước vào cuộc đời của Clea, cậu đã làm gì cho Clea mỉm cười hay chưa? Tôi vẫn đang cố gắng hết sức đây. Tôi cố gắng làm việc để kiếm thật nhiều tiền. Sau này khi tôi có tiền rồi, Clea sẽ được hạnh phúc. Không phải là chuyện tiền bạc đâu A Cha. Đối với cậu mà nói thì cậu nghĩ tiền có thể mua được hạnh phúc, nhưng mà với người khác thì tiền không thể nào mua được hạnh phúc đâu A Cha.
Có những người họ chỉ cần tình yêu, cần được lo lắng, được xem trọng và bảo vệ thôi. Nếu như cậu đã không thể chăm sóc cho Clea, không bảo vệ được Clea, thì cậu nên buông tha cho Clea, để cho Clea đến với người có thể chăm sóc được cho em ấy. Có như vậy thì mới gọi là thật sự yêu Clea đó Aja. Nhưng mà tôi cũng yêu Clea mà. Chuyện gì vậy chị Ampa? Sao hả chị? Mẹ bị ngã cầu thang hả? Chỗ mà cô phải ở là chỗ này nè. Còn tôi thì tôi ở bên kia, nhưng mà là ở trong khách sạn sang trọng và thoải mái của bạn tôi đó. Anh ngưng việc để lại đi Sa Đơm. Anh không nhớ hay sao? Chính anh là người không cần đến tôi nữa và cầu xin tôi ly hôn. Sao bây giờ lại đến quấy rối tôi làm gì hả? Anh để tôi đi đi. Tôi không hề muốn dính dáng đến cô đâu. Nếu như cô không làm những chuyện xấu xa với Clea, tôi cũng muốn xem thử xem, nếu không có ai cho thì cô có chết không. Kể từ bây giờ cô sẽ phải tự làm mọi việc, từ việc đi kiếm thức ăn, tạo lửa. Cô cầm cái xô này rồi đi lấy nước từ cái hồ đằng kia về đây mà tắm biết không? Cô không được phép bước chân vào chỗ nghỉ của tôi Rambona. Cô hiểu không hả? Chỗ của cô là ở trên bãi biển này đó. Anh đang nói đùa với tôi đúng không? Tôi làm như vậy với cô mà cô còn nghĩ là tôi đùa giỡn nữa sao? Cô phải tự làm tất cả mọi việc mà trước đây Lia đã làm cho cô. Cô sẽ biết được là người mà cô đã hãm hại đã làm những gì cho cô từ trước đến giờ. Cô làm cái gì tôi đó? Tôi không làm. Không làm thì cũng phải làm mà thôi. Ở đây cô không còn là bà chủ nữa. Cô không được quyền ra lệnh hay là thương lượng bất kỳ chuyện gì hết. Người duy nhất làm chủ ở đây là tôi, cô biết chưa? Ở đây không có điện thoại di động, cũng không có bất kỳ dịch vụ nào cho cô hết. Tôi khuyên cô một câu, nhanh đi tìm thức ăn đi. Anh bị mất trí rồi đó hả? Trên đảo như vậy tôi tìm thức ăn ở đâu được chứ? Cô luôn thích xem phim bị lạc trên đảo hoang không phải vậy sao hả? Trong phim đó tìm thức ăn ra sao thì cô có làm theo như vậy. Sai đó. Và tôi cũng nhắc nhở cô, cô đừng cứ nghĩ đến chuyện lái chiếc thuyền đó, vì chiếc thuyền sẽ không đi đâu được nếu như không có chìa khóa này. Cô nhanh đi tìm thức ăn rồi đi nhặt củi khô về mà tạo lửa đi, nếu không là không kịp đó. Nếu là không kịp thì có thể tối nay cô sẽ phải ngủ với bóng tối xung quanh cùng với bầu trời đầy sao mà thôi. Cô có còn nhớ không, đêm đầu tiên cô làm vợ tôi, lúc đó chúng ta đang nằm ngắm sao trên núi. Hay là cô muốn sống lại những kỷ niệm đẹp đó hả? Thì tối nay tôi có thể đến đây để mà hấp hôn với cô. Đồ khốn nạn. Dù sao thì tôi cũng là chồng của cô đó. Đồ điên, đồ điên, đồ điên. Đồ khốn nạn, đi đi, cút đi. Phòng cấp cứu. Ba, chị Ampa. À dạ. Tình hình của mẹ sao rồi chị? Bác sĩ vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu nữa. Cũng tại con đó Aja, con làm cho mẹ con nổi giận đến nỗi ngã cầu thang như vậy đó. Ba à, ai là người thân của bệnh nhân Nương vậy? Dạ tôi, tôi là con trai của bệnh nhân thưa bác sĩ. Mẹ tôi tình hình sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân Nương đã bị dở mạch máu trong não và cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Hả? Phải phẫu thuật sao? À bác sĩ, bác sĩ nhanh phẫu thuật đi chứ, còn đợi chờ gì nữa. Chúng tôi cần phải xin phép người thân trước, bởi vì chi phí phẫu thuật tương đối cao đâu. Hả? Bác sĩ nghĩ là tôi không có tiền hay sao? Bác sĩ có biết là vợ của con trai tôi giàu đến cỡ nào không? À cha, con gọi cho cô Rambon ngay đi. Em đưa Clea về nhà nghỉ ngơi rồi hả? Clea bây giờ sao rồi? Clea đã khỏe hơn nhiều rồi anh ạ. Cũng may là có bác sĩ Oba tới thăm hỏi. Clea được bác sĩ chăm sóc hàng ngày luôn ạ.
Bác sĩ Obad đến nhà hả? Cũng coi như là Clea vẫn còn may mắn khi gặp được người tốt như bác sĩ Obad. Mặc dù Clea không liên lạc với cậu ta, mà cậu ta cũng không bỏ rơi Clea. Anh thật sự mong muốn là Clea sẽ có tình cảm với bác sĩ Obad đó em. Những chuyện này còn phải tùy vào mỗi người đó anh à. Nếu yêu thì đã yêu rồi. Nếu mà không yêu á, thì không thể nào ép buộc họ được đâu. Nhưng nếu ở với người mà chúng ta yêu, nhưng họ lại không để ý chúng ta, anh nghĩ là chúng ta nên yêu người mà họ dành tình yêu cho chúng ta sẽ tốt hơn rồi. Anh chị bạn nghĩ như vậy hả? Phải. Vậy còn em sao rồi? Cao. Anh cúp máy trước nghe Kéo. Vì anh đang chăm sóc một khách hàng cực kỳ quan trọng. Không biết họ đi đâu mất rồi. Tối nay anh sẽ gọi lại cho em nha Kéo. Đừng đi ngủ sớm đó, đợi nói chuyện với anh nha. Dì đợi con một chút. Để con băng lại cho. Dì cắt móng tay chỉ bị cắt trúng thịt một chút mà thôi. Con không cần phải lo lắng cho dì quá như vậy đâu. Tại con nhớ lúc dì đi kiểm tra sức khỏe thì bác sĩ nói là máu của dì không được tốt đó. Và cần uống bổ sung vitamin đó dì. Clea đi học chưa? Dạ đi học rồi. Dạ đây, phở xào không cho đậu, không cho ớt và không cho giá. Còn tráng miệng thì có món bánh lọt nước cốt dừa. Từ khi tôi thuê cô về, chỉ có hôm nay là cô chuẩn bị đồ ăn mà tôi thấy ưng ý nhất. Không phải là chị em chuẩn bị đâu, là cô Clea đi mua phở xào cho cô từ sáng sớm. Chuẩn bị mọi thứ xong rồi mới đi học. Tôi chỉ có mỗi việc dọn món ra thôi. Rambon à, dì hãy lên phòng nằm ngủ đi dì. Không được dì không lên. Dì phải ngồi đây bắt tận mắt xem dượng con đi mấy giờ mới về. Nếu vậy thì để con ngồi đợi cùng với dì nha. Con ngồi đây đợi với dì làm gì? Con lên phòng ngủ trước đi. Nhưng mà con... Con đừng làm phiền dì nữa. Đến chồng của dì còn không quan tâm tới cảm giác của dì ra sao thì con là ai? Dù dì có nhận nuôi con thì con cũng chỉ là người dân mà thôi. Cuối cùng cuộc đời của dì chỉ có một mình. Con muốn đi đâu thì đi đi. Dạ.
Tôi không hề muốn dính dáng tới cô đâu Rambol. Nếu như cô không làm những chuyện xấu xa với Clear, tôi cũng muốn xem thử xem nếu như không có Acha thì cô có chết không. Kể từ bây giờ, cô sẽ phải tự làm hết mọi việc, từ việc đi kiếm thức ăn để mà ăn, tạo lửa. Cô cầm cái xô này rồi đi lấy nước từ cái hồ đằng kia về mà tắm đi. Cô không được phép bước chân vào chỗ nghỉ của tôi đó Rambol à. Chỗ của cô là ở trên bãi biển này thôi. Anh đang nói đùa với tôi đúng không? Tôi làm như vậy với cô mà cô còn nghĩ là tôi đùa giỡn hay sao? Cô phải tự làm tất cả mọi việc mà trước đây Clint đã làm cho cô. Cô sẽ biết được là người mà cô đã ra tay hãm hại đã làm những gì cho cô từ trước đến giờ. Clint, chị xin lỗi cô, chị không cố ý đâu. Chị tên Sa Đơn. Tên Sa Đơn không thể làm gì mất Acha được. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là do Sa Đơn gây ra hết. Tôi sẽ giết anh. Tôi sẽ giết chết anh. Tôi phải giết anh. Tôi phải giết anh Sa Đơn. Sa Đơn.